Câu 13. Chúng ta chọn đáp án C. Bởi vì sao? Yours là một đại từ sở hữu. Thế cho cả một cái danh từ đã được nói trước. Danh từ đã được nói trước đây là gì? Câu 13. Bạn kia nói môn học ưa thích của tôi là lịch sử. Vậy môn học của bạn, môn học ưa thích của bạn là gì? Thì người ta không cần phải nói là what's your favorite subject. Người ta chỉ cần hỏi what's yours là biết. Đó là what's your favorite subject. Đáp án C. Câu 14. Chúng ta thấy bốn cái lựa chọn đó, nó là liên từ hoặc là giới từ. Thì ở đây chúng ta đã học rồi. Câu phủ định chúng ta sẽ dùng liên từ or để nói tôi không thích môn lý, môn nghệ thuật hoặc môn sinh học gì cả. Câu 15. Chúng ta phải chọn đáp án D. Bởi vì người ta hỏi Does your mother, mẹ của bạn. Người ta hỏi mẹ của bạn, mình phải chọn đáp án là she. Hỏi does thì phải trả lời does. Và ở đây chỉ có đáp án D là hỏi đủ điều kiện she và does. Câu 16. Chúng ta lưu ý chữ like ở đây không phải là động từ ha. Chữ like ở đây là giới từ. Thời tiết như thế nào? Chúng ta chọn đáp án B. Nó đi với lại động từ be nha, chứ không phải là what does the weather like. Nếu chúng ta chọn what does the weather like là thời tiết thích cái gì là không đúng. Bởi vì lúc đó chúng ta tính like nó là một động từ. Câu số 17. Chúng ta chọn đáp án B. Chủ từ là từ để hỏi luôn. Ai dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp? Mẹ tôi. Như vậy thì chủ từ làm từ để hỏi luôn. Thì mình dùng động từ chia giống như một câu khẳng định. Không cần phải có trợ động từ trong câu hỏi là Who does clean the kitchen? Không cần nói. Không cần nói thế. Chỉ cần who và động từ chia thì luôn. Cleans. Bởi vì mẹ tôi ngồi bà search với lại hỏi who là chưa biết ai làm hết. Người ta coi như là ngồi bà search. Cho nên phải dùng động từ thêm s. Câu 18 thì chúng ta phải học thuộc lòng. Tại sao thuộc lòng? Tiếng Anh nó có những cái cặp tính từ và giới từ đi theo cố định với nhau. Thì ở đây famous phải dùng với giới từ for. Câu số 19. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta thấy bốn lựa chọn là dạng của động từ. Thì sau giới từ for thì động từ phải thêm in, cho nên chúng ta chọn đáp án C. Câu 20. Chúng ta chọn đáp án B. Bởi vì chúng ta thấy chủ từ là she. Trả lời cô ta thích môn nghệ thuật và môn thể dục. Như vậy, like sẽ là một động từ thường. Cho nên chúng ta trong câu hỏi thì dùng trợ động từ does cho chủ từ ngữ past tense và động từ phải nguyên mẫu. Cho nên phải chọn đáp án B. Câu 21. How many thì chắc chắn là đằng sau phải là danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều thì động từ trong câu phải là số nhiều. Câu hỏi thì chủ từ there phải đứng sau động từ are. Cho nên chúng ta chọn đáp án D. Câu số 12, 22. Cái này là lý thuyết. Trong sách chúng ta có học. Người ta hỏi chuyển cái lượt cái phiên cho bạn mình sau khi nói xong thì mình nói câu gì. Thì đây chúng ta chọn câu How about you? Còn bạn thì sao? Ý bạn thì sao? Nha. Câu 23. Chúng ta chọn đáp án C. Bởi vì chúng ta thấy động từ be không có đi với động từ thường. Không có is dance hoặc là is dances. Có thể dùng does với
động từ thường. Nhưng lúc đó động từ thường phải nguyên mẫu. Trong trường hợp đó, chúng ta dùng trợ động từ does với động từ thường để nhấn mạnh cái hành động. Thì ở đây does mà đằng sau còn s là sai. Cho nên chúng ta phải chọn dashes đáp án C thôi. Câu 24. Chúng ta thấy có liên từ but. But là một liên từ chỉ sự trái ngược. Ở phía trước chúng ta thấy I like music là khẳng định. Thì phía sau chúng ta phải chọn phủ định. My sister là ngôi ba số ít. Thì phải chọn trợ động từ là does. But là chỉ sự trái ngược. Thì mình phải chọn có phủ định trong đó. Đó là doesn't. Câu 25. Rất là dễ dàng. Trong câu có cái time expression, cái từ chỉ thời gian đó là now, ám chỉ một thời hiện tại tiếp diễn. My mother ngôi ba số ít, cho nên phải dùng động từ be số ít là is và động từ thêm in cooking đáp án B. Câu 26. Chúng ta chọn đáp án C. Tonight, tối nay. Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc tối nay. Đó là một kế hoạch đã định sẵn. Chúng ta học rồi. Thì hiện tại tiếp diễn còn diễn tả một kế hoạch đã định sẵn trong tương lai. Thì đây là kế hoạch đã định sẵn. Chúng ta chọn đáp án C. Hiện tại tiếp diễn. Câu 27. What would you like to eat? Chúng ta chọn đáp án A. Would like to do something. Muốn làm cái gì đó dùng to verb vô. Câu 28. Lượng từ, các lượng từ này. Câu này chúng ta thấy nó là câu nghi vấn. Thì trong bốn lượng từ đó thì chúng ta có thể dùng, ở nghi vấn chúng ta có thể dùng any hoặc much ở nghi vấn nha. Nhưng ở đây động từ của mình là are there, là hàm ý một danh từ đếm được. Và chữ bonds nó có số nhiều đó, danh từ đếm được luôn. Cho nên không thể nào dùng lượng từ much mà phải dùng lượng từ any. Any dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được, và ở câu phủ định và nghi vấn. Câu 29 cũng về lượng từ. Chúng ta thấy trong câu khẳng định này thì lượng từ phải dùng là serve. Tôi muốn một ít bánh mì và một quả trứng. Ít ai mà nói nè, I like much bread. Nếu mà nói khẳng định thì người ta thường nói là I like a lot of bread. Mà ở đây chỉ có là a lot thôi. Do đó chúng ta phải chọn đáp án A, một ít bánh mì và một quả trứng. Câu 30 rất dễ dàng nhận ra. Bởi vì câu phủ định và danh từ milk là danh từ không đếm được nữa. Cho nên phủ định không đếm được, phải dùng any thôi, không thể dùng từ nào khác. Mặc dù many cũng dùng cho thể phủ định được, nhưng many dùng cho danh từ đếm được ha. Phần thứ tư, chúng ta có các cái ký hiệu hoặc là các cái tranh. Và chúng ta phải xem tranh và xem các câu, chọn câu nào phù hợp với tranh hoặc là ký hiệu. Thì ở đây cái ký hiệu ở câu 31, đáp án A. Ký hiệu này báo hiệu cho người đi đường biết có một công trường xây dựng ở phía trước, hoặc là công trường sửa chữa đường xá, báo hiệu cho người ta biết để đề phòng coi chừng có nguy hiểm. Biển báo tam giác là biển báo nguy hiểm. Và ở đây đáp án là A. Câu 32, đó là một cái thông báo ở trong một cái thư viện. No food or drinks in the reading room. Trong tiếng Anh dùng no là cấm, không được phép. Như vậy đây là ý là cấm mang thức ăn, thức uống vào trong phòng đọc sách. Cho nên câu đáp án A là phù hợp nhất. Người dùng thư viện không được, không thể mang thức ăn hoặc thức uống vào trong phòng đọc sách. Câu 33 cũng là một cái thông báo của một cái nhà hàng.
We are taking orders online or by phone only. Pick up orders, ring the bell. Ý nhà hàng này là họ chỉ đặt hàng qua mạng thôi hoặc là qua điện thoại thôi. Trực tuyến á nha, không có trực tiếp. Và khi đến thì nhớ reo rung chuông hoặc là bấm chuông hoặc là nhấn chuông gì đó. Cho nên đáp án của chúng ta là A. When you come to pick up your orders, ring the bell. Khi bạn đến để đặt hàng hoặc là lấy đơn đặt thì hãy nhấn chuông. Câu số 34, cái này 34 nha, nó mất mất kia số. Changing room là ở trong một cái cửa hàng bán quần áo. Changing room là phòng thử đồ đó. Take no more than two items, có nghĩa là không mang hai món đồ vào trong phòng thử này. Cho nên đáp án là B. Bạn không được phép mang ba cái quần jean vào trong phòng thử. Phần 5. Đó là phần câu đúng sai và câu trắc nghiệm. Thì phần này chúng ta đọc lướt đoạn văn, xem ý chính là gì, rồi sau đó đọc từng câu đề bài yêu cầu và tìm ý ở trong đoạn văn, xác định nó đúng hay sai. Rồi, câu 34. Gỏi cuốn thường được gọi khi ăn điểm tâm. Xin lỗi, khi ăn tráng miệng nha. Rồi, khi ăn tráng miệng. Rồi, thì chúng ta thấy câu này nằm ở đâu? Ở đây có để in Vietnamese restaurants, customers often order gỏi cuốn as an appetizer. Có thể chúng ta không hiểu từ appetizer, nhưng mà mình thấy là chữ dessert nó khác với chữ appetizer rồi. Và chắc chắn nó không phải là cái từ đồng nghĩa đâu. Mà dessert mình học rồi là món tráng miệng, thì có ai ăn gỏi cuốn tráng miệng bao giờ đâu, đúng không? Cho nên nó sẽ là fonds. Và theo đề bài thế, món khai vị appetizer. Câu 35. There are usually two ways to serve gỏi cuốn. Câu này mình cho là true. Tại sao mình biết? Thì ở đây có cái câu nói gỏi cuốn can be served fresh or fried. Gỏi cuốn có thể được phục vụ tươi hoặc là chiên. Thì cái này, chỗ này không biết tác giả này là người nào viết, chắc người nước ngoài viết rồi. Chứ còn gỏi cuốn thì mình thấy có chiên bao giờ đâu, đúng không? Nhưng mà theo đoạn văn người ta viết thì mình phải theo ý người ta, chứ không phải là mình theo cái sự thật ở ngoài đời. Không phải, người ta viết thì mình phải theo ý đó. Cho nên câu này có hai cách, đó là ăn tươi hoặc là chiên lên, thì dùng câu này là true nha. Câu số 36, đoạn văn này chủ yếu nói về gì? Thì những cái câu này đó, cái ý nó cũng na ná nhau, cho nên mình phải chọn cái câu đúng nhất. Nó nói về một cái món khai vị của Việt Nam, nó mới đúng nhất. Bởi vì câu A, nó là một món rau quả Việt Nam thì hoàn toàn không phải. Nó có bún trong đó, đúng không? Gỏi cuốn nó có bún nè, có thịt nè, không thể là rau không. Rồi nó là món uống thì là hoàn toàn sai nữa. Rồi main dish là món chính thì không đúng, bởi vì lúc ở trong bài người ta đã nói nó là món khai vị rồi ha, thì không thể là món chính. Cho nên chỉ có câu C là phù hợp. Câu 37, câu nào mà tác giả không nói trong đoạn văn? Đó là câu A. Gỏi cuốn rất đắt tiền. Thì mình đi tìm hết, không có thông tin nào hết. Có món gỏi cuốn ở nhà hàng Việt Nam thì trong đó có nói nè ha, in Vietnamese restaurant đó, customer often order gỏi cuốn có nè. Câu C, people can eat gỏi cuốn before a meal, người ta có thể ăn gỏi cuốn trước một bữa ăn, thì nó là món khai vị mà ha, thì nó phải ăn trước bữa ăn nha. Bước bữa ăn đây nè, serve at the beginning of the meal đó. Rồi câu D, gỏi cuốn is a healthy food, có nói luôn đây, it's easy to make and good for health, như vậy là nó thức ăn bổ dưỡng cho sức khỏe. Cho nên câu này là câu không có nói ha.
Bài 6. Chúng ta trước hết phải coi trong khung. Cái từ loại trong khung là những từ loại nào? Để chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp, cái điểm ngữ pháp để đoán trước một số. Bởi vì theo ngữ pháp thì chỗ đó nó phải là từ đó mà mình có thể đoán ra. Mình giới hạn lại cái đáp án để mình dễ dàng làm bài hơn. Thì ở đây chúng ta có like thêm s. Như vậy thì có thể là danh từ số nhiều, like cũng có nha. Đó là những cái ưa thích. Hoặc là động từ ở ngôi ba số ít, thêm s vô. Do động từ, to have là động từ ở dạng có to, having là động từ có in, at là giới từ, are doing là thì hiện tại tiếp diễn, stadium một danh từ có nghĩa là sân vận động, in là giới từ, them là đại từ, túc từ. Rồi cái câu 39 thì chúng ta dễ dàng nhận ra to verb. Tại sao? Tại vì want thì phải là to do something. Thì trên cái khung này chỉ có một mình nó là to verb thôi. Chọn ngay. Với câu này không cần biết nghĩa ha. Có những cái mình làm được đó. Phải làm, phải thông minh, phải có chiến thuật, chiến lược để chọn những cái đáp án có điểm cho mình đã à. Rồi sau đó mới tính tới cái chuyện là dịch. Bởi vì không chắc là mình sẽ biết hết tất cả các từ ở trong cái bài, trong cái đoạn văn được. Thì mình phải biết cách sử dụng ngữ pháp trước nha. Rồi cho nên chỗ này dễ dàng chọn to have. Rồi câu 40 dễ dàng chọn với từ in, bởi vì thấy the morning, jog the morning. Jog là đi bộ, the morning là buổi sáng. Đi bộ buổi sáng là đi bộ vào buổi sáng, chứ đâu ai nói đi bộ buổi sáng là gì. Và the morning thì mình biết rồi, dùng với từ là in dễ dàng nhận ra, thấy không? Câu 41 cũng dễ dàng nhận ra tiếp, bởi vì her sister skipping. Mỗi một câu, mỗi một mệnh đề nó đều phải có một cái động từ chia thì hết. Ở đây thiếu động từ, thiếu động từ. Mình đi tìm động từ thôi. Động từ chia thì ở trên cái khung này chỉ có một mình động từ like chia thì hiện tại đơn nè. Động từ do chia thì hiện tại tiếp diễn nè. Ha, hai động từ này chia thì thôi. Mà her sister thì làm sao dùng a được? Cho nên mình phải chắc chắn đó là ngôi ba số ít, động từ thêm s vô. Câu 42. Câu 42 hơi khó hơn một chút. She plays, qua là chơi, chơi cái gì. Rồi ở đây phải biết chọn chữ them. Bởi vì mình nhìn hết tất cả thì plays là chơi, chơi cái gì thì làm sao nó phải là một danh từ. Mình đi tìm danh từ thì ở đây chỉ có cái danh từ stadium. Không được, chơi xong rồi đâu là chơi làm sao. Đâu có nghĩa gì. Còn một cái đại từ túc từ thôi, chơi chúng. Chúng ở đây có nghĩa là những môn thể thao mà cô ta có thể chơi đó. Đó là soccer nè, bóng đá nè, volleyball nè, bóng chuyền nè, badminton, cầu lông nè. Cô ta chơi chúng là chơi những môn đó đó. Cho nên biết dùng đại từ túc từ đem ở chỗ này là hợp lý. Câu số 43. Go to the to play sports. Thì cũng dễ dàng rồi. Đi tới đâu? Chỉ có một cái danh từ còn lại thôi, stadium, đi tới sân vận động để chơi thể thao. Câu 44, chúng ta biết chọn are doing thì hiện tại tiếp diễn. Tại sao? Tại vì đây có cái time present now, hiện giờ. À, rồi, chúng ta chọn ngay đáp án hiện tại tiếp diễn. À, có những cái làm bài rất dễ để chúng ta nắm vững cấu trúc ngữ pháp và thuộc từ vựng. À, ít ra thì cũng nhờ ngữ pháp mình có thể làm được một vài câu. Và lưu ý, trong cái khung ở đây người ta sẽ cho dư từ ra cho chúng ta, chứ không có cho. Ví dụ ở đây có 6 chỗ trống phải không, thì cho 8 hoặc 9, chứ không có cho đúng 6 để chúng ta chọn lựa. Không cho như thế, chúng ta khó hơn một chút, lưu ý. Tiếp tục, phần số 7 là mã chúng ta làm phần word form. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái dạng từ của cái từ trong mặt đơn điền vào chỗ trống. Thì chúng ta có bốn dạng, có thể câu đó dùng danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ. À, thì chúng ta phải thuộc cấu trúc ngữ pháp ha, thì chúng ta mới làm bài được phần này. Thí dụ câu 45, chữ help ở đây chúng ta biết verb in là tại sao. Like cộng với một verb in là diễn tả một sự yêu thích, làm cái việc gì đó. À, như vậy là sao like dùng verb in, chọn verb in.
Câu 46 chúng ta biết lấy trạng từ rarely, bởi vì mình học trạng từ tần suất rồi. Rarely hiếm khi nào, ở đây nó có động từ thường go nè, trước động từ trạng từ tần suất phải đứng trước động từ thường, thì ở đây mình biết mình phải lấy động trạng từ tần suất rarely thôi. Tôi hiếm khi nào đi chơi khuya. Câu số 47 chúng ta biết chọn stride ed đây là một tính từ, nó bổ nghĩa danh từ shirt, nó bổ nghĩa danh từ shirt, chọn striped shirt, áo sơ mi có sọc, áo sơ mi kẻ sọc. Câu 48 chúng ta cũng biết chọn tính từ personal, tính từ. Vì sao? Vì appearances là danh từ, cái vẻ bề ngoài hay là cái diện mạo, cái vẻ bề ngoài, cái diện mạo. Personal appearances, diện mạo cá nhân. Câu 49 chúng ta biết chọn ngay danh từ, mà danh từ số ít nữa. Bởi vì sao? Ở đây có mạo từ ảnh, mạo từ ảnh thì sau đó phải danh từ, phải danh từ thôi. Câu 50 chúng ta chọn tính từ. Câu này tới đây hết từ rồi, chỗ trống này đằng sau hết từ rồi, phía trước là động từ be, thì như thế nào? Tôi nghĩ phim đó như thế nào, như thế nào tiếng Anh, nếu mà sau động từ be là động từ nói đó thì dùng tính từ scary. Câu 51 cũng biết chọn tính từ, bởi vì dùng tính từ favorite để bổ nghĩa cho danh từ subject. Ở đây môn học ưa thích của tôi là môn thể dục, lấy tính từ từ cái danh từ favor ra. Câu số 52 cũng vậy, cũng biết dùng tính từ grilled là nướng, nướng. Lamb chop, sườn cừu nướng, sườn cừu được nướng lên. Tính từ ed, được nướng, sườn cừu nướng, tính từ, bổ nghĩa danh từ lamb chop. Rất dễ dàng nếu chúng ta biết từ loại, biết từ loại trong câu. Rồi, phần 8 là mẹ sắp xếp nhóm từ theo thứ tự đúng để làm thành câu có nghĩa. Thì cái này chúng ta phải học kỹ cấu trúc của một câu. Nếu câu khẳng định thì đầu tiên là chủ từ, rồi sau đó tới chợ động từ chia thị, rồi tới những từ còn lại theo nghĩa nó đi theo. Trong đó lưu ý tính từ phải đứng trước danh từ, bởi vì khi đó là nó ngược lại với lại tiếng Việt. Rồi nếu mà nó câu hỏi thì phải xác định coi câu hỏi gì. Câu hỏi có từ để hỏi thì từ để hỏi sẽ bắt đầu nha, rồi sau đó tới trợ động từ, rồi mới tới chủ từ. Còn nếu mà câu hỏi yes no thì trợ động từ do hoặc does bắt đầu, hoặc động từ đặc biệt am is are sẽ bắt đầu, hoặc động từ can, model can là bắt đầu. Câu hỏi yes no là câu hỏi bắt đầu bằng động từ đặc biệt, có nghĩa là trợ động từ do, does hoặc động từ be, am is are hoặc động từ model can, mình mới học có nhiêu đó động từ thôi. Rồi như vậy thì nếu mình biết rõ cấu trúc từng câu như vậy thì mình sẽ làm bài dễ dàng thôi. Cho nên câu 53 chúng ta thấy chữ how người ta đã viết hoa thì chắc chắn nó là đứng đầu. Rồi chúng ta phải nhìn kỹ toàn câu thì ở đây nó phải đi với how often, nó phải đi với often để tạo ra một cái câu hỏi về tần suất, mức độ thường xuyên bao lâu. Rồi tới trợ động từ là do, rồi mới tới chủ từ là you, rồi tới động từ play, rồi chơi cái gì thì tiếp theo cái trúc từ của nó là soccer. Và chúng ta có câu how often do you play soccer, bạn chơi bóng đá bao lâu một lần, cái tần suất là bao lâu. Câu số 54 chữ we người ta đã viết hoa rồi, chắc chắn nó là bắt đầu. Rồi mình đi tìm động từ chia thì, thì ở đây có are joining là thì, hiện tại tiếp diễn, viết tiếp nó. Joining là tham gia cái gì, tham gia cái gì, mình phải đi tìm một cái từ hoặc mấy cái cụm từ để nó có nghĩa hoàn chỉnh nhất. Như vậy là tham gia một đội bóng rổ mới, a new basketball team, rồi sau cùng mới là next week, bởi vì nó là trạng từ chỉ thời gian để sau cùng. Câu 55 nhìn thấy có do viết hoa, đó là câu hỏi yes no bắt đầu bằng do. Do
xong rồi tới chủ từ. Thì trong câu này chủ từ chỉ có chữ you thôi, và viết tiếp vô you want. Want, hồi nãy mình làm vài phía trên mình thấy có want to do something, muốn làm cái gì đó, gắn to come vô. Đi, rồi những từ còn lại thì mình ráp nó vào, coi cái nào hợp nghĩa mình sẽ xếp trước. Như vậy là to come with us or stay home. Xong, bạn muốn đi với chúng tôi hay ở nhà vậy? Câu 56, câu hỏi có từ để hỏi, what để đầu. Rồi tìm tiếp coi coi, thì chúng ta thấy chữ time nó phải gắn vô, bởi vì mình học rồi cấu trúc gì, hỏi về giờ giấc, what time. Rồi, xong tới trợ động từ là days. Xong tới chủ từ, thì ở đây nó có nhiều từ, nó nhiều từ rời rạc với nhau, thì mình phải gom những cái từ đó lại, mình sắp xếp lại, mình coi coi cái nghĩa nó là gì, mới quyết định tiếp là những từ nào. Thì cái nghĩa đó phải là the talent show, buổi biểu diễn tài năng. Rồi mới tới động từ là start, mấy giờ thì buổi biểu diễn tài năng bắt đầu. Rồi, như vậy nếu chúng ta biết cấu trúc một câu nó là câu gì, thế là câu gì, chúng ta xác định được, thì chúng ta sẽ làm từ từ ráp nối lại theo nghĩa và tuân theo quy tắc ngữ pháp thì làm ra thôi. Phần cuối cùng là chúng ta có biết đề câu. Biết đề câu có nghĩa là viết lại câu theo cách khác nhưng nghĩa không đổi. Thì vòng vòng nó cũng chỉ có một số cái cấu trúc mà mình đã học thôi. Thì ở đây là chúng ta có một số cấu trúc thôi. Câu 57, there isn't a river in her city, không có con sông ở thành phố của ta. Người ta để her city là mình phải hiểu thành phố của ta không có một con sông nào cả. Thành phố của cô ta, chủ từ, lúc đó mình có động từ là have, không có thì mình phải dùng trợ động từ doesn't. Rồi, her city doesn't have a river. Câu 58, our classroom has two blackboards and 20 desks, cũng cấu trúc đó. Bây giờ người ta viết ngược, có nghĩa là từ đây ra there là there is or there are. Mà mình thấy đây vật dụng nó là số nhiều, vậy phải là there are. Lớp học chúng tôi có 2 cái bảng và 20 cái bàn. Thì là có 2 cái bảng và 20 cái bàn trong lớp học của chúng tôi. There are two blackboards and 20 desks in our classroom. Sao? Câu 59, they are good students, họ là những học sinh giỏi. Ta chú ý chữ the không thôi, thì phải hiểu đây là người ta viết theo kiểu chủ từ là cái danh từ đó tách ra với cái tính từ bổ nghĩa của nó là good đó. Lấy tách ra, the students are good, các học sinh thì giỏi, thì cũng giống như cái câu họ là học sinh giỏi. Thay đổi chút xíu thôi, nhưng mà nội dung chính vẫn là học sinh giỏi thôi. Câu 60, cấu trúc thích cái gì nhất có nghĩa là cái môn yêu thích của ai là gì. Thích cái gì nhất, môn yêu thích của ai là gì. I like playing soccer best, tôi thích chơi bóng đá nhất. Như vậy môn thể thao yêu thích của tôi, chúng ta có thể dùng sports game hoặc là sport đều đúng hết nha. My favorite sports game hoặc là sport is soccer. Rồi, môn thể thao ưa thích của tôi là bóng đá. Câu 61 thì có liên quan tới vấn đề là động từ write là viết, thì nó liên quan với cái danh từ là người viết hoặc là tác giả, writer hoặc là author. Who writes the novel, ai viết quyển tiểu thuyết này, có nghĩa là ai là người viết hoặc là ai là tác giả của quyển tiểu thuyết. Whose là who is đó. The writer hoặc là author of the novel. Rồi, xong rồi, ai là tác giả của quyển tiểu thuyết. 62, how much I did change là câu hỏi về giá tiền. Chúng ta có thể hỏi giá tiền với động từ cost, với động từ cost cũng là how much, nhưng với động từ thường là cost thì chúng ta phải dùng trợ động từ do hoặc days. Ở đây nó là số nhiều cho nên mình phải dùng do. How much do the jeans cost? Hai câu giống nghĩa nhau, cái quần jean này giá bao nhiêu. Câu 63 là liên quan tới trạng từ tần suất. Never là không bao giờ, thì đối ngược lại nó sẽ là always. Mr. is never lazy,
cô Thoa không bao giờ lười biếng, có nghĩa là cô Thoa luôn luôn siêng năng, ha? Luôn luôn làm việc vất vả, luôn luôn siêng năng. Miss Thoa is always hard working. À, cái quan trọng là chúng ta biết cái từ trái nghĩa của lazy là gì không đó ha. Như vậy là với cấu trúc này chúng ta phải thuộc một số cặp từ trái nghĩa, thí dụ như late thì có early ha. Rồi xăm từ hỏi tuổi bằng how old, chúng ta còn có thể hỏi tuổi bằng chữ age, hỏi tuổi bằng chữ age. How old is your grandpa, ông của bạn bao nhiêu tuổi, có nghĩa là tuổi của ông của bạn là bao nhiêu. What is your grandpa's age, what is your grandpa's age, age tuổi của ông của bạn. À, nhớ phải s ở đây, nó là sở hữu cách chứ không phải là động từ is đâu nha. À, nó là sở hữu cách là của đó. Tuổi của ông bạn là bao nhiêu, what is your grandpa's age. 65 cũng giống vậy, bây giờ câu 64 65 nó ngược lại với nhau, bây giờ hỏi bằng what thì ra how. À, thì là how old is he brother, dễ quá. À, nhìn ra chúng ta thấy cấu trúc rồi. Rồi câu 66 cũng vậy, chúng ta có always và never, nhưng mà chúng ta phải biết đổi cái trái nghĩa ở phía vế sau. À, my sister always gets home before 10 p.m. My sister never gets home after 10 p.m. À, chị tôi luôn về nhà trước 10 giờ tối, có nghĩa là chị tôi không bao giờ về nhà sau 10 giờ tối cả. À, nó trái với nhau thì cái ý nghĩa đằng sau nó cũng phải trái luôn nha, chúng ta nhớ như vậy. Rồi à, thầy vừa mới giải thích cho chúng ta tại sao chúng ta dùng những cái đáp án như thế này, như thế kia, có cái giải thích rõ ràng chúng ta. À, cố gắng nghe và hiểu, nếu mà chưa hiểu thì nghe lại lần nữa, coi lại cái video này lần nữa rồi đọc lại lý thuyết, cái lý thuyết mà hồi nãy thầy có nói đó nha. Rồi rồi chúc tất cả chúng ta đều khỏe và sáng suốt, làm bài tốt, đạt điểm cao trong kỳ thi cho cha mẹ và thầy cô vui lòng nha. Rồi chào các em.